Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Nội dung chính của clip này thì Duyên sẽ review về cái cuộc thi võ lâm kỳ tài ha. Thì nếu mà nói đúng thì cũng không phải là review nữa, thì tiêu đề thì cũng ghi rất là rõ rồi. Mình hiện tại trong cái account mình có 3 ca phiếu đào hoa tiên, tức là mình sẽ dùng 1.000 phiếu đào hoa tiên trong 3.000 phiếu đào hoa tiên này để mình bình chọn cho các bạn tham gia cái cuộc thi võ lâm kỳ tài. Thì nói chung những cái cuộc thi cộng đồng như thế này dù nữa là thích ha. Lần trước The Face Võ Lâm Mobile mình cũng review rồi, Mid Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile mình cũng review luôn, cho nên cuộc thi Võ Lâm Kỳ Tài kỳ này mình cũng review luôn ha. Thì trước khi mình vô review á, thì mình nói trước luôn là cái clip này nó rất là xàm với một số anh em á, thì do là nó chỉ là bình chọn, mình sẽ bình chọn theo ý của mình thôi. Cho nên là nó chả review về cái hoạt động mới trong game, cũng chả review về cái tính năng nào trong game hết, cho nên là mình khuyên anh chị em nếu mà không quan tâm đến cuộc thi này thì mong thông cảm bỏ qua cái clip này cho mình ha. Mình hẹn gặp anh chị em đó trong cái clip trong những cái clip sắp tới. Rồi thì một ca phiếu này mình chọn trong clip này là bình chọn theo cái bản thân cá nhân của mình ha, theo ý của mình, ý thích của mình thôi. Còn hai ca phiếu còn lại mình sẽ bình chọn, mình cũng bình chọn luôn, nhưng mà mình sẽ bình chọn cùng anh chị em. Thì mình sẽ có cái buổi live stream nhỏ nhỏ trên cái fanpage Facebook của mình ha. Thì vào ngày 2 tháng 10 12, tức là tối thứ ba sau giờ danh tướng, sau cái giờ danh tướng đó mình sẽ review, mình sẽ cùng anh chị em để bình chọn. Thì thông qua clip này mình muốn khích lệ tinh thần của anh chị em tham gia cuộc thi này là cái nhất. Cái thứ hai là mình muốn anh chị em thông qua cái clip này mình thông báo mình sẽ bỏ ra 2.000 phiếu đầu qua tiền này để mình bầu chọn theo ý của anh chị em, subscribe cái kênh của mình nếu như quan tâm đến cái kênh YouTube của mình ha. Thì anh chị em nào thông qua đó anh chị em tham gia cái cuộc thi, hoặc là có bạn bè hoặc là người thân gì đó, mấy anh em chung server đó, thông qua đó có thể nói cho Jun cái số báo danh thông qua clip đó ha, để Jun bình chọn cho anh chị em đó. Rồi thì hiện tại đó, là mình sẽ dùng một ca phiếu ha. Còn hai ca phiếu còn lại thì mình cũng nói rồi, coi 3.000 phiếu này mình có nguồn gốc từ đâu. Thì thông qua clip này mình cũng muốn gửi cảm ơn với hai anh luôn. Một anh á là cái 3 cái phiếu đó mình thật nạp cái gói ngân sức này nè. Thì cái gói ngân sức này chỉ giá 2 triệu tiền mặt ở ngoài cuộc sống của mình ha, là dù nạp 600 nhân cho năm là vừa đúng 3 cái phiếu đó luôn ha. Là trong cái đặt cao mình có 40k ngân sức, thì tương đương 2k mà nhân cho năm, 2 triệu mà nhân cho năm là chỉ giá cái giá trị cái phiếu này là gần 10 triệu. Thì mình có được 10 triệu này thông qua hai anh donate cái kênh YouTube của mình. Một anh đó là 5 triệu là có từ anh HV Buka. Anh HV Buka là anh em cũng biết là anh gùa đó. Thì ảnh review, ảnh donate cho mình để mình lên cái quân hàm truyền thuyết ha. Để tại vì ban mình á trong cái hoạt động lãnh thổ chiến, vừa chiếm Long An vừa chiếm Tương Dương luôn, cho nên là phải lực cần lực ban, cho nên ảnh donate một phần, ảnh vừa donate ảnh vừa giúp đỡ để mình review các cái clip vì sao. Một cái phần thứ hai là để mình mạnh hơn trong cái tất cả các hoạt động liên server để mình dễ review hơn. Cái thứ hai là ban mình nó sẽ dễ gánh ban hơn. Cái đó là gì ha? Thì thông qua clip này thì em muốn gửi lời cảm ơn đến anh Gù đã donate kênh YouTube của em 5 triệu. 5 triệu thì dùng 5 triệu đó mặc dù nạp game nhưng mà cũng giúp em những cái clip về sau. Rồi một cái anh thứ hai ảnh cũng donate 25 triệu luôn để cho Jun 20k ngân sức. 5 triệu ảnh donate chuyển khoản trực tiếp cho mình 5 triệu để mình mua bet đồng hành 4 mét chương Tam Phong để mình đập hợp chương Tam Phong. Nhưng mà xui quá cái đợt lãnh thổ chiến đợt rồi á cũng không có bet chương Tam Phong luôn. Ra thế giới mua thì phí quá, cho nên là mình đợi ban mình có để cho anh em trong ban mình có ngân sức luôn. Ok nhất nha. Thì mấy cái 5 triệu 20k ngân sức đó của anh Gùa thì em đã mua mua đá, mua đồ rồi lên quân hàm truyền thuyết đồ. Thì trong mặt cao của em hiện tại là còn 20k ngân sức của cái anh còn lại thôi. Còn thì nói chung là em sẽ dành 18k để mình mua bet chương Tam Phong. Thì hẹn anh chị em trong cái bet đập hợp cái bet chương Tam Phong sao, do là server mình đen quá ha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ vô vấn đề chính, là mình sẽ bầu chọn cho anh chị em. Thì bây giờ mình bấm vô trong đây bình chọn á, thì bình chọn được liền rồi, nhưng mà nó sẽ văng cái account của mình đi, văng cái account mình đang treo ở đây, cho nên là mình sẽ tạm thời mình tắt nóc đi ha. Mình sẽ mở cái Windows Capture mới, là mở cái trình duyệt web, từ từ nha. Ok, mình sẽ mở cái trình duyệt, mình sẽ lên trang chủ, rồi lên trang chủ Võ Lâm Kỳ Tài. Đây, Võ Lâm Kỳ Tài. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bình chọn sao một ca phiếu, mấy anh bình chọn sao. Hiện tại có 4 khu vực đúng không? Miền Bắc, miền Trung, miền Nam và hải ngoại. Rồi thì mình sẽ có một ca mà chia cho 4, là mỗi một miền mình sẽ có 25 250 phiếu.
250 phiếu mà mình chia ra như vậy lẻ quá, cho nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ bầu chọn 5 bạn cho mỗi một miền. Rồi là mình sẽ chọn 10 bạn, nhưng mà mình chọn 10 bạn xong rồi mình sẽ bầu chọn cho 5 bạn thôi. Ha, cho nên nó là nói chung ai cũng xinh ai cũng đẹp hết trơn, cho nên là lựa cũng hơi khó. Nói chung là cho nên là mỗi một người chỉ được 50 phiếu thôi, mà bây giờ mấy anh em sẽ nói 50 phiếu của ông á, nó bự như cái bánh xe bò vậy, nói tới nó lui nãy giờ bầu chọn có 50 à, thì 50 phiếu đúng không? Rồi bây giờ bự bánh xe bò cái gì, cái gói nạp 30 ngày tức là 100.000, không nhớ 50 hay 100, hình như 100.000 mà được có 10 phiếu à, mà năm cái 50 phiếu thì còn bằng cái năm cái gói này, nói chung mua lẻ nó sẽ mắc hơn, mua chẵn thì nó lời hơn, mà chị kèo sao đâu làm gì đúng không, thì nó cũng tương đương là 500.000. Nói chung là mình bỏ ra 500 để mình ủng hộ 500 để mình ủng hộ anh chị em đó, cho nên là mình có thể tự hào, mình có thể tự hào về cái 50 phiếu đó bự như xe bò, nó giá trị nó cũng tương đương tới 500.000 ngoài đời cuộc sống mình lần. Rồi đầu tiên mình sẽ miền Bắc trước ha. Miền Bắc thì mình sẽ chọn 5 bạn cái. Giờ ai cũng xin biết chọn ai chứ. À, cái tiêu chí của mình sẽ bầu chọn nữ nha, không bầu chọn nam nha, tại do mình là nam, mình phải mê gái ha. Chứ tôi mà bầu chọn nam đi nữa mấy ông nói tôi đen Mỹ bóng cái kiểu này nọ. Ghét lắm, cho nên thôi bầu chọn nữ chắc ăn. À, chung là mấy bạn này là xếp ngẫu nhiên đi, xếp ngày ngẫu nhiên đi rồi tìm kiếm. À quên quên quên, mấy chủ miền Bắc. Rồi à, mình sẽ chọn đại ha. Trời ơi, sao con gái miền Bắc nó xinh thế? Khó chọn, chọn đại bạn này trước đi. Rồi. À, tiêu chí của mình là mình sẽ chọn nữ, xong là nữ phải có lẫn tài và sắc vẹn toàn ha, chứ không phải là vô, mặc dù cái ảnh bì cái clip rất là đẹp nha, vô trong đây rồi hát thì gớm, nói chung là gót tay lên mình phải bầu chọn cả tài và sắc luôn. Hello, xin chào mọi người. Cái gói này tôi cũng có cái gói này nè. Các cụ thì bảo là làm thơ thì phải có phần thơ, mà không phần thì thơ sẽ hơi ngang. Hôm nay thì mình sẽ không làm thơ, mình sẽ hát. Tuy nhiên hát vẫn hơi ngang. À, nhưng mà mọi người làm ơn ném đá nhẹ nhẹ tay nhé. Và Ôi đang với yêu thế. tinh thần vui là chính thì hãy ủng hộ cho em bằng đá hoa tiên nha. Ok. Chắc là hồi bầu chọn 100 phiếu luôn, với 50 phiếu luôn. Trời giấu trời mang đi của Amin. Quá tuyệt nhưng thơ thì em cũng duyệt, cứ như đôi mình nợ nhau từ lâu quá nhiều, đâu phải ai cũng hiểu rằng khi mình nhớ quá nhiều chẳng thể tập trung làm điều gì hết nữa. Giờ là sẽ nhớ ngay, giờ là phải mất cay, giờ là chỉ thấy em anh cười đôi mắt linh xinh nhìn đầy nơi gió bay. Rồi vậy là tạm thời để bạn này vào một bên nè, mình chọn đỡ bạn này đi, tại vì mặc dù bạn đó là bạn không có được sao ta, nếu mà nói ra là bạn hát không được hay mấy, nhưng mà bạn giọng bạn đáng yêu, bạn tự tin, bạn cũng có tài, bạn có sắc, cho nên là mình ủa chết bà không, nãy lấy cái hình rồi xong lấy cái hình mà quên lấy cái số báo danh bà không. Cho nên là chắc là mình nợ bạn đó 50 phiếu, mấy cho bạn lát hồi mình coi cái clip này xong á mình tặng bạn đó 50 phiếu sao, nếu mà được mình sẽ tặng bạn đó 50 phiếu sao. Rồi mì hảo hảo ơi 253 bà này sẽ vờ tôi nè, để coi clip làm sao. Nấu gì cả, còn bên ngân hàng chỉ có mỗi năm chỉ có ôn nhậu thôi, và mỗi khi em nhậu say ấy thì mọi người thường nghe em hát bài bản xuất đậu nành thôi, thì em chẳng hiểu năng khiếu bản xuất đậu nành ngày xưa. Bản xuất đậu nành ngày xưa em bán cho say nhậu say chị em ngày xưa bản xuất đậu nành bán cho xe một say sạch xanh xanh. Vậy thôi á hả? Thôi lỡ chọn thì để nó biết làm sao.
thì mình không mình chọn tới 10 người luôn mà. Nãy là được 2 người đúng không? Tiếp tiếp. Thì mấy bạn này là toàn ở top không mà cho nên là mình sẽ ngẫu nhiên thêm lần nữa. Hai bạn, bạn này nè, đây 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 bạn nãy nè. Trời mừng quá, được cũng được 2207 ok. Hai bạn rồi ha. Rồi bạn thứ ba. Bạn này đi. Ê, ê, ê. Rồi mất tiêu tiếp rồi. Mấy bạn này đi, mấy bạn này hơi mỏng mỉn. Nói chung mỏng mỉn thì người ta có cái vẻ đẹp cũng mỏng mỉn. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày qua bóng tối chẳng còn khác nhau. Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh. Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau, trời như muốn khóc ngày mình mất nhau. Có hay 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 cũng hay đó, tại sắc vẹn toàn phải như vậy. Rồi tiếp ba người phải không? Rồi mình sẽ chọn găm đâm tiếp ha. Ba người, bốn người. Ôi trời ơi, này là ông này hơi bị hài đấy, nhưng mà nhìn thấy hơi vui vui rồi, chắc làm clip gì đó, nhưng mà mình không còn chọn nam mình nói rồi. Bạn này đi. Không mấy ấn tượng nha. Thôi mà cứ để đó đi, mình chọn tới 10 người mà. Gam đâm tiếp. Trời bây giờ tôi nói rồi, sao gái miền Bắc xinh thế, chịu gì nói trời. Tại sao tôi lại xinh gái miền Nam ta? À, nếu mà chắc thì phải chắc cái nhà tôi luôn, tại sao nhà tôi ở miền Nam? Yêu đối phương nhiều hơn, nhưng lỡ yêu em phải làm gì? Cô ấy giờ ở bên ai? Chắc có lẽ rất hoan. Rồi thì sau khi nghe thì bản thân mình nhận xét là mình thấy do cái mic của bạn này thôi, chứ không phải lúc nào bạn nó hát dở, do cái mic thôi. Rồi tiếp ha. Thấy cái chị này nãy giờ hiện hiện trên màn hình mình biết ta. Chắc là muốn màu chọn. Để cùng nghe thử cái. Hoàng lặng phu kín căn phòng ấy, tim em nghĩ thật lại và mong đông chi đừng lời hứa như vẽ sao lại. Rồi để đó, để đó, không cần nghe nữa, không có gì nhận xét nữa. Anh nhận xét sao, anh em nhận xét đi. Rồi tiếp ha, mình sẽ chọn được bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi 6 người rồi. Nói chung là bạn này làm cái tài năng của mình là bạn biểu diễn yoga, thì bạn cái kiểu này, cái kiểu thế mà gọi là sao ta, cái dạng mà gọi là, nói chung là mình không có nghiên cứu gì cái bộ môn yoga này, mình không biết. Nói chung là mấy bạn mà tham gia cái bộ môn yoga này, mấy bạn nó dáng đẹp lắm. Ok, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 người nữa. Ok, 3 người nữa. Tắt cái này bớt đi, nhiều tab nó sẽ lắc. Nãy là mấy cái bạn, thì mình kiếm một bạn nào hơi mỉm mỉm tròn tròn thử coi.
Mà anh em thông cảm là do mình hay tua tua đoạn nhạc, tại vì cái màu mới đầu vô chỉ là nhạc dạo thôi, cho nên mình tua clip đi là cho nó vô hẳn vấn đề chính luôn để hạn chế thời gian cho anh em xem. Rồi, để đó. 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 mà hai người nữa, hai người nữa. Mới đầu còn thấy mặt mũi, lúc sau mất tiêu mặt mũi luôn, nhưng mà giọng mới được. Thì sao? Trời, tôi thích bài này lắm. Rồi, tạm thời nghe vậy thôi, nhưng mà tại sao bạn không review? Mình thấy bạn xinh mà tại sao bạn không để gương mặt của bạn vào clip nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn con người nữa. Còn người nữa à. Găm đâm đi. Trời ơi, khó chọn quá. Nhiều quá, sao biết chọn ai trời. Canon piano, bạn này đánh đàn nè. Nãy giờ toàn hát không, mình giờ làm cái clip coi bạn này đánh đàn thử coi. Kỳ quá, tự nhiên đang quay gớt cái điện thoại. Đang phiêu gớt điện thoại. Rồi thì cái bản nhạc này mình hay đi đám cưới mình hay nghe người ta bật lên. Thì bạn này bạn đánh phiêu quá thì sao gớt luôn điện thoại, thì nói chung mới là rồi. Một bạn ha, mình sẽ bầu chọn, mình sẽ chọn ra một 10 bạn và mình sẽ bầu chọn năm trong số 10 bạn này. Thì nãy là các bạn này là yoga đúng không? À không, các bạn hát kêu mình sẽ lựa bạn này kéo bằng bên. Bạn này là như là mình không am hiểu về đánh đàn piano mấy, nhưng mà mình thấy cũng giống như là cũng hay đó, cũng thích là thân được các bạn hai bạn ha. Bạn thứ ba. Bạn thứ tư là chị yoga đúng không? Chị này yoga. Thứ năm khó chọn, chị này hát. Chị thứ năm, chị thứ sáu, nói chung ai cũng muốn bình chọn, chắc tốn phí quá. Bà này là khỏi luôn đi, tôi không bình chọn bà cái clip cứ là xàm. Bạn này thì tài thì được chứ sắc thì được, chứ còn tài thì chắc là do ý kiến bản thân thôi. Bạn này hát hơi bị ngang ngang, nhưng mà mới đầu bạn nó cũng nói là hát hơi bị ngang rồi thì chắc là tắt luôn. Clip này thì mình cảm nhận giống như là bạn này, chung là mình thấy hơi nhiếp. Mà không biết có nhép hay không, nhưng mà nếu mà mình nói nhép là sẽ tội bạn đó quá, nhưng mà mình cảm nhận được cái bài này nó hơi giống cái bài của bài gốc đi, cho nên là bạn thông cảm mình là để mình nếu mà nói ra các bạn hơi tổn thương mà chúng clip này mình sẽ bầu chọn cho em muốn tổn thương ai hết, nhưng mà mình thấy nó hơi giống clip gốc cho nên mình nghĩ là chắc là bạn nhép, cho nên là mình tắt bạn đi.
Rồi hiện tại là mình chọn được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sao mà chọn được trong 7 người này nhỉ? Từ ngày duyên kiếp bỏ lại phía sau. Anh em nghe là có hai giọng hát, thì bạn này hát trên cái nền nhạc mà cái clip mà người ta phát lại rồi. Cũng có giọng của bạn đó chứ không phải là nhép. Chung là bạn loại bạn này thì mình hơi hơi tiếc. Mà chị này thì chị xinh quá. Jidan 1 2 1 2 3 4 5 6 7 lần, trời ơi, vừa biết loại ai. Nhìn sống với nhau hãy thật. Chắc loại chị này do cái loại mic thì mình biết là do cái lỗi mic chứ không phải là chị này hát không hay, nhưng mà khi mà mình thi phải chuẩn bị hết đạo cụ kiểu này nọ đúng không, là lỗi do là cái mic, do cái mic mình lỗi chứ không phải là giọng hát nó không hay. Rồi 1 2 3 4 5 sao tới 6 người, lỗi dữ lắm rồi mà vẫn phải lỗi hả, trời ơi khó lỗi quá. Chắc là mình chọn cái 6 luôn chứ khó lỗi quá. Rồi tụi mình chọn 6 người luôn chứ tôi khó lỗi quá. Nóc đâu rồi? Bật nóc lên. Rồi vô bán kết cho làm kỳ tài ha, tụi mình chọn 6 người luôn. Rồi cái bạn đầu tiên, gì vậy cái gì đây? À nó nằm. Nhập số báo danh, cái số em bạn nãy là 927. Ok. 92 50 phiếu ha. Nhiều khi báo được 50 phiếu bà cũng không hiểu tại sao bà được 50 phiếu. Rồi ghi lót lại cái coi phải mà được 50 phiếu không. À, chết bà, vậy là bầu chọn tới 100 phiếu cho bà này rồi. Bậy rồi, bậy rồi. Không có được ghi lót. Rồi xong. Tự nhiên khơi khơi bà này được 100 phiếu. Bậy bạ quá. Tự nhiên khơi khơi bà được 100 phiếu luôn. Thì nhìn cái phiếu tôi tuột là biết là tôi còn có 100 phiếu. Là tôi mất hết 100 phiếu rồi nè. Trời. Mất tới 150 phiếu cho bà luôn á hả? Thiệt. Vì là có kinh nghiệm á, mình không có người lót lại được. Mình ra vô liên tục thì chắc. Rồi vậy là mất tới 100 phiếu cho bạn này rồi. 150 phiếu luôn. Hỏi lỡ rồi, lát là mình nói chung là chả biết làm sao. 1604. Chung là mới mà bạn em, mới mà anh em cho nên 16 04. Tự nhiên tốn tới 150 phiếu. Ồ, sao không có gì? À 302, nhầm nhầm cái phiếu đó, cái đó là phiếu. Phiếu gia đình 302. Rồi, cẩn thận nha, lần này không thể rớt phiếu bậy bạ được nữa. Rồi, tặng ngay. Rồi. 50 phiếu. Tắt cho chắc. Vô trong đây. Đó, mất 50 phiếu nữa phải không? Rồi, mất 50 phiếu nữa. Bầu chọn tiếp. À, 1866. Năm chục. À, ok, 50 phiếu. Rút kinh nghiệm, lại tắt. Cho nó chắc chứ không mà mất phiếu tào lao nữa. Thấy không? Nãy giờ mất mới bầu chọn được có 3 người, mất hết tới 250 phiếu. Ok, 3 người. Rồi bạn tiếp theo là 174.
là cái chị yoga đó. Chị yoga thì chỉ được 2.000 phiếu thôi. Bà kia tự nhiên được 150 phiếu thì tức chết được. Rút kinh nghiệm tắt. Đó, 50 phiếu nữa. Rồi à. Vô tiếp. Năm 13. Năm 13. Ồ, cái chị xinh đẹp hồi nãy nè, trời ơi. Xinh. Đến nghĩ 100 phiếu đó là em phải bầu cho chị đó, chứ không phải là bầu cho cái chị kia đâu, nhưng mà lỗi quá. Trời ơi. Rồi, 50 phiếu. Là tôi được thưởng cái gì ta? Thưởng bầu trọ luôn rồi nè, 200 phiếu được viên đá hồn nè. Khổ ghê. Tặng 500 phiếu được cái gì? Ồ, được cái này hả? Họ gắn tạm hết 500 phiếu, tặng tới 1k phiếu luôn mà. Trời ơi. Ờ, tiếc ghê. 531. Rồi, xong. Rồi, sau khi mà tặng 250 phiếu thì tổng thiệt hại mình tới 310 phiếu, đừng chơi với 250 phiếu. Bậy bạ quá, tự nhiên mới vô thì lót lại chi mất tới 100 phiếu. Rồi ha, thì mình cái số đầu qua tiên là mình đã bầu chọn cho mấy chị em đó rồi, thì cái số đầu qua tiên mình bị mất là mất thiệt nè. Các anh em nhìn thấy ha. Rồi thì nói tới đây á, thì clip này nó quá dài rồi, chắc là mình sẽ chia ra thêm hai clip nữa là miền Trung và ba clip nữa. Chứ clip này mới nói gì, bình chọn sơ sơ thôi, mấy miền Bắc thôi là hết rồi. Cho nên mình tạm thời mình tắt clip này ở đây. Mình sẽ làm một cái clip ba clip nữa thì mình làm luôn, nhưng mà mình sẽ cắt ra cho nên anh em đỡ xem, anh em đỡ choáng ngợp ha.